chỉ 590 triệu nhưng quý vị, chỉ 590 triệu đất chúng ta đã có 100 mét thổ cư tại đường số 2 của xã Nha Bích, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước nha. Với lô đất này quý vị ơi, dân cư sống đông đúc ạ. Chúng ta đều thấy trước mắt cái nhà ngói đỏ kia là mặt tiền đường quốc lộ 14. Chúng ta di chuyển ra quốc lộ 14 cũng chỉ 250 mét là tới quốc lộ 14 rồi. Và vị trí đất chúng ta nằm ngay đây quý vị. Sổ sẵn nha quý vị, đất sổ sẵn. Cái giá của ngày hôm nay giá cực rẻ, 590 triệu cho diện tích đất 250 mét vuông và cách quốc lộ 14 chỉ 250 mét. Dân cư sống đông đúc ạ. Đó. Trục đường số 2 là trục đường song song với là trục đường số 1 Nha Bích. Đó. Và chúng ta lại sẽ phải ra 150 mét để chúng ta tới cầu Suối Nghiêng và di chuyển ra khu nghiệp BKMX Trân Thành Bình Phước cũng chỉ 1 km. Di chuyển ra trung tâm của phường Minh Thành của thị xã Trân Thành cũng chỉ 1 km. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta di chuyển đến trung tâm hành chính thị xã Trân Thành chỉ 2 km. Di chuyển là 3 km, chúng ta tới trung tâm thương mại Trân Thành La Gia, nơi đã có trung tâm thương mại Trân Thành La Gia hiện hữu, ngã tư Trân Thành về cũng là giao lộ với quốc lộ 13 và quốc lộ 14. Quan tâm đến sản phẩm này khi giá cực rẻ, cắt lỗ gần 50% so với thời điểm trước, liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858. Sở hữu vị trí đất cực đẹp tại đường số 2 xã Nha Bích, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng tại BKMX Trân Thành, tại đất và chúng ta xem sổ và chốt nha quý vị.